Chào anh em vào xỉa lớp mình nhà tủ anh chị tám chú có chuyện bạn trong video ngày hôm nay về xe quét rác ở xem số 77 trong event hồn hạp Mizuchi Amisoi Saiki Demon kèm theo nguồn vũ khí. Đây là đợt hồn hạp bị chậm một ngày so với lịch thông báo từ nhà phát hành, khiến cho những nhiều người chơi tưởng rằng event nó sẽ không ra, nhưng chỉ chậm một ngày đấy các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đã có đầy đủ event rồi, đi kèm với Saiki Demon lần này chính là trang béo, thì các bạn sẽ được hưởng lợi event tiêu kép nếu như các bạn quay hồn hạp. Đây thì đây chính là quay hồn hạp này, còn tiêu kim cương thì sẽ là bên này, tương đối quen thuộc đúng không các bạn. Ở các mốc quan trọng nhất đó là các mốc 25k và mốc 30k. Đấy, mỗi mốc thì sẽ đem lại cho các bạn nốt phường tương ứng, thì các bạn tự nhìn thấy rồi, đó là mảnh hồn vũ khí hoặc là rune đỏ. Đấy, rune vẫn ngon các bạn nhé. Đấy, việc ra mắt hồn hạp Saiki Demon ở thời điểm này sẽ giúp cho người chơi có cơ hội thức tỉnh vũ khí hoặc là nâng lên lục môn. Theo mình biết thì đa phần nâng lên lục môn của Saiki Demon. Chúng ta đang ở server số 17, một server tương đối mới và không có nhiều người chơi đủ khả năng nâng được cấp độ bộ duyên ngầm để đưa Saiki Demon lên đến gần cao nhất, đó là tầng S-Max. Và đây, ạc này sân một ạc hiếm hoi có khả năng làm được điều đấy, và tất nhiên bạn cũng sẽ phải trả giá bằng việc đó là tiêu tốn, theo mình thấy là toàn bộ lượng kim cương trên quang có trên màn hình với hơn 23k. Mình sẽ không nói nó là đúng hay sai, bởi các bạn biết của ý mình là sẽ nói đúng hay là sai thế nào rồi, đúng không? Đôi khi một vài điều nó không tốt thì mình thường không nói nhá, chứ không phải là mình không biết là nó không tốt hay là xấu. Tuy nhiên thì mỗi một người chơi thì sẽ có những định hướng khác nhau, sẽ có những quyết định, có những cái toan tính riêng. Thế lên thì thôi thì cái gì nhỉ, bạn thì đã thích thì mình chiều thôi, thích thì chiều, yêu thì lấy, đơn giản như thế thôi, các bạn sống thế cho nó dễ dàng. Chứ còn mình biết rằng nhiều bạn đúng không, nhiều bạn ấy yêu một người nhưng lại thích một người đúng không, thích yêu một người, yêu một người nhưng lấy một người thì công lằng nhằng lắm, vì nhiều toan tính khác nhau như thế thì nó đau đầu lắm. Thôi các bạn ạ, mình thích thì mình nhích đi. Ở đây thì đúng hơn thì mình vừa mới check lại tin nhắn các bạn ạ, là mình sẽ lấy thêm 50 mảnh thôi, chứ không phải lấy toàn bộ 100 mảnh để ghép các bạn ạ, vì đây chúng ta đã có sẵn 50 mảnh rồi, nghĩa rằng kim cương ấy chỉ hết một lửa thôi. Tháng sau vẫn sẽ quay được bốc mèo 23k các bạn nhé, dự kiến là như thế. Thôi thế cũng được đúng không? Nào, ok, quay được phát 4 mảnh luôn. Mình đang quay luôn và không chờ đợi ai cả. Rồi, thêm 6 mảnh nữa. Ngon đấy các bạn ạ, cứ tốc độ như thế này thì có khi không đến 12k kim cương đâu. Dự kiến thì mình sẽ phải tiêu tốn 12k kim cương cho thì mới lấy được các bạn nhé. Trong quá trình quay thì chúng ta sẽ có tỷ lệ ra hồn hiệu hồn sách, và mình hy vọng là ra đúng hồn hiệu hồn sách mà ạc đang cần. 77 mảnh rồi, rất nhanh chóng thôi, từ từ mình sẽ dừng lại một chút để theo dõi event tiêu kim cương các bạn ạ, xem nó có trả lại mảnh không. Mình nhìn lúc nãy tận bốc 25k nó mới trả lại, nhưng đây mình muốn ngó lại thêm một cuối cùng để chắc chắn rằng mình không phạm một cái sai lầm nào. Rồi, đúng thật các bạn ạ, tới bốc 25k nó mới cho 15 mảnh. Đấy, như vậy event tiêu kim cương đợt này theo mình đánh giá là kém ngon hơn so với một vài đợt trước rồi. Vẫn ngon các bạn nhá, nhưng mà kém ngon hơn một chút thôi. Mình sẽ ăn được bốc 10.000 và không ăn được bốc 15.000. Hồn hiệu hồn sách như vậy sẽ phải gỡ ra từ ai đó rồi, hoặc là kiếm trong túi đồ. Chúng ta tiếp tục thôi. Đang có 80 mảnh và chúng ta cần thêm 20 mảnh nữa. Vẫn chưa ra một hiệu hồn sách nào cả. Cùng với hồn vũ khí, mảnh vạn năng thì hồn hiệu hồn sách là thứ quan trọng. Có điều so với mấy cái kia thì nó dễ hơn. Đây rồi, nó là một cái hồn hiệu hình như là không phù hợp các bạn ạ. Con này mình nhớ phải dùng cái loại sực lửa cơ. Rồi, mạng hơi lag một chút. Rồi, mà chúng ta đủ 100 mảnh. Không thừa, cũng chẳng thiếu một chút nào cả. Mình sẽ vào event tiêu kim cương để mình nhận thưởng trước các bạn nhé. Hàng này là dốc, có thể gọi là dốc toàn lực luôn đấy các bạn ạ. Bạn ý dùng toàn bộ lượng mảnh vạn năng có để lấy hồn vũ khí đấy.
À, để nâng cấp lên S-Max của Seki đấy các bạn ạ. Quên mất vào cho em đi. Mạng hơi lag một chút. Đây rồi, mình sẽ lấy một cái hồn hiệu hồn sách của nó. Hy vọng là cái này có mèo này. Thôi các anh em mà thông cảm nha, mình không nhớ lắm ấy, thôi cứ vào đây bấm cho nó chuẩn. Tránh bị nhầm cái lọ sang cái chai. Rồi chúng ta cần một quyển Super Power Tom Sharp, hay còn gọi là cuốn gì không nhớ đâu. Đầu óc đang hơi mất tập trung một chút cho nên là thôi mình nhìn hình thôi các bạn nhé. Đây Super Power Tom Sharp này. Đấy. Gọi là sách siêu năng. Ok. À còn ghép nữa. Đây chắc chắn là sẽ là một có thứ hạng tăng vọt trong đấu trường. Bởi thực lực của Saiki trước và sau S-Max nó là thay đổi quá nhiều luôn các bạn ạ. Chúng ta cần đúng 28 mảnh nữa. Và ở đây chúng tôi có 24 mảnh. Như vậy là thiếu 4 mảnh. Ngay lập tức mình sẽ tìm trong này có 4 mảnh luôn. Rồi chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh cái sai ngay. Ok. Thế là tổng thành 28 mảnh các bạn ạ. Rồi, và không có lý gì chúng ta đợi chờ. À, lại thêm 8 mảnh vạn năng nữa. Rồi, ok. Vỡ mà này đã. Thêm 8 mảnh vạn năng nữa. Ai gọi em đấy, có em ngay. Đây là cái gì đây? À, đây là mảnh. Mảnh này không quan trọng. Mình sẽ cần 8 mảnh vạn năng nữa. Đúng 8 mảnh vạn năng. Không thừa cũng chẳng thiếu. Và các bạn đang chuẩn bị thấy thêm một con S-Max Sakiremon xuất thế ở server quốc tế. Ở server số 77 thì mình không biết nó là con Sakiremon thứ bao nhiêu. Cùng check nhanh các bạn nhé. Một đội báo tố đang dành cho Superstar Athena chứ không phải Saiki. Ăn gieo trinh thì đang dành cho Saiki. Tất nhiên mình sẽ đổi ngược lại bộ này cho chúng của nhau. Do là Saiki mình nói thật với các bạn là mạnh hơn quá nhiều. Super Satana, đùa tôi à? Mizuchi S-Max chưa S-Max rồi, thế thì cũng cho Mizuchi cầm luôn cái hồn lực còn lại. Ông này chơi toàn võ sĩ hạt nhân S-Max. Các võ sĩ phụ chả thấy ông chơi ban môn gì à? Đây ông này nhị môn, ông này nhị môn, ông này còn 4 sao. Magaki nhị môn nằm trong xuyên ngầm thì không nói. Đúng không? Chơi rất là buồn cười luôn các bạn ạ. Này, thêm một hồn lực bạo tố nữa thì thôi mắc pin đấy. Rồi, sáu sói chuẩn bị chuẩn rồi. Sói vàng. Rồi, một duy nhất một bộ run đỏ. Thế cũng là cố gắng lắm rồi các bạn nhé. Đặt lấy top server để cũng đừng mà coi thường. Nào, vị trí của Saiki trong đội hình đang ở vị trí đầu tiên. Còn Mizuchi ở vị trí cuối cùng. Ok, con dê các bạn. Magaki phải trốn nuôi trốn nủi đằng sau. Cũng hợp lý thôi. Rồi, loại kỹ thuật các bạn nhìn thấy cũng khá đầu tư. Đầu tư ở đây là về mặt thời gian thôi. Chứng tỏ bạn ý chơi cái event hôm trước là event con đường tu luyện này khá là đầy đủ. Còn đâu chơi event kim cương thì phải ra vàng đấy cơ. À, mình tin tưởng rằng C17 sẽ là server rất hiếm người chơi có Emaseki. Chúng ta đánh với bạn thánh mèo gâu gâu đi. Mèo mà lại cứ gâu gâu à? Ở server số 76 với thua thiệt đâu đó khoảng 900k lực chiến. Sự thua thiệt về này về mặt lực chiến là rất đáng kể các bạn ạ. Đâu đó nó rơi vào khoảng độ gần 20%. Nếu thắng được thì hoàn toàn là do S-Max Sakiremon. Đấy, nó gánh tem. Sức sát thương của nó là quá lớn. Ở thời điểm này khi mà hồn lực của cả hai bên chưa có nhiều. Các bộ run phím chip tinh tú chưa full đỏ. Lõi fitness nữa. Đấy, nó chưa có nhiều. Thì ban môn võ sĩ là một trong những yếu tố là yếu tố ảnh hưởng tới nhiều nhất. Đấy. Chúng ta cùng theo dõi bên đối phương. Hơn Huy và Cooler Băng các bạn nhìn thấy chưa S-Max? Coi thường đúng không các bạn? Cooler Băng S-Max thật sự là cơn ác mộng với tất cả các võ sĩ chủ lực của tất cả các đội hình. Bất kể nó là đả kỹ hay là vệ. Trong phe ta là Saiki đấy, được dồn nhiều đồ nhất vào đấy. Còn Cooler Băng chưa ở trạng thái S-Max thì khá là dễ dàng để xử lý. Magaki bay màu. Và dĩ nhiên Mizuchi sẽ không bị ám. Có điều nó đang bị phản đòn. Và bây giờ Saiki mà hú phát là chết ngay. Chết đây các bạn ạ. Chết luôn. Đấy các bạn nhìn thấy.
Mizuchi không có cơ hội để gọi là gì là phén gì đấy đúng không, không có cơ hội luôn. Rồi, một pha sát thương khá mạnh đến từ Hotaru đối phương. Bạn Thánh Mèo Go Go này vẫn còn sử dụng thần bài, một võ sĩ rất lỗi thời. Nó khác với Magaki ở điểm là các bạn phải dùng kim cương thì mới lấy được. Còn Magaki thì các bạn chơi miễn phí à. Đấy. Rồi, đây là mạng số 2 của Mizuchi. Chúng ta có băng đều vào Rio trên cổng. Băng này giải được. Gần như chắc chắn Saiki sẽ có nộ ở lượt kế tiếp. Ý là full nộ luôn. Nó dẫn tới một cái đó là sẽ lại hú vào bên đối phương. Và nghe chừng sát thương rất mạnh đây. Rồi, không cần phải chờ đến đối phương kết thúc toàn bộ lượt đấu. Chuyển hóa công thủ của Saiki Demon, à của Trang Béo đã làm việc đấy rồi. Và các bạn nhìn thấy hai mạng của S-Mark Mizuchi bên đối phương bay quá nhanh các bạn ạ. Các bạn thấy sự vô dụng của S-Mark Mizuchi trước S-Mark Saiki Demon như thế nào rồi. Thế nên nếu như các bạn chưa có S-Mark Saiki Demon thì hãy dùng Mizuchi thôi. Còn có rồi thì đừng có ngại bứng cái thằng S-Mark Mizuchi này ra khỏi team trong tương lai gần nhá. Đấy. Còn với đội hình của bạn xe quét rác này thì mình thấy rằng còn phải thay nhiều lắm. Athena này, Magaki trước sẽ chứ. Đúng không? Thì là Mizuchi vẫn còn dùng được lâu. Các bạn lưu ý rằng ở các server cũ người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn server mới thì lại là một chơi khác. Mỗi cái nó lại có một cái hay. Đấy. Ở server mới thì các bạn sẽ nếu như chơi lại có kinh nghiệm rồi thì gần như không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Còn các bạn chơi ở server cũ ấy thì các bạn buộc phải chấp nhận là quá khứ đã từng có sai lầm. Đấy, và trong tương lai thì ít sai lầm hơn. Nghĩa rằng nếu như các bạn so sánh cùng 1.000 ngày chơi với 1.000 ngày chơi của những người chơi mới ấy, thì các bạn hãy cảm thấy mình thật là tội lỗi. Lượt thứ 3 tiếp tục Saiki có full nộ. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là chưa một lượt nào hồ được Lam Bão Tố kích hoạt. Điều đấy khiến cho Saiki không có được cái lượng sát thương như kỳ vọng. Thật ra ở trạng thái 4 sao với trạng thái 3 sao nó không khác nhau nhiều. Nó đều gây sự ức chế. Theo mình thấy thì 5 sao mới là tuyệt vời. Nhưng mà 4 sao thì thôi dùng tạm thôi các bạn. Tạm thôi chứ thật ra cũng không được dễ chịu đâu. Vì tung tuyệt kỹ được 2 lần ở lượt này thì lượt sau lại đứng im. Đấy thì khác gì là thôi thà để im thì không có còn hơn lượt nào cũng được tung tuyệt kỹ. Nó như là cái vận may của con người các bạn ạ. Nếu như không dùng bây giờ, à nếu dùng ngay bây giờ thì sau này lại không có. Đấy. Còn bây giờ mà không dùng thì sau này lại được dùng đều đều thôi, đúng không? Đấy, thế nào cũng được. Athena đối phương các bạn nhìn thấy sát thương khá ghê gớm. Nhưng các bạn yên trí đây. Và những lượt cuối cùng nó không phải đối thủ của Saiki đâu. Đấy, đối phương có một con chế Saiki khá ngon, nó là con Hotaru. Nhưng rồi nó cũng sẽ phải chết thôi. Hotaru chấm máu rồi. Saiki đối phương rồi các bạn thì không hồi sinh nổi luôn đấy chứ. Athena dễ diệt không ấy mà. Đấy và các bạn thấy Saiki giờ không lên được nộ rồi đấy. Vừa nói phát trước phát sau y rằng hay quá. Rồi ăn được một mạng của Kurabang, một mạng của Mizuchi. Em theo đó là khống chế được Athena. Thần bài chẳng nhẽ trận này lại lên tiếng à. Mizuchi của phe ta còn một mạng nữa. Choi, à cái gì nhỉ, Trang Béo thì hết rồi. Bên phe ta có một cái điểm yếu là không có ai hồi máu ngoại trừ Athena. Đối phương là có lợi thế là có Hotaru hồi máu. Nào, Mizuchi sẽ hồi máu cho Saiki Demon. Các bạn chớ coi thường sát thương của Mizuchi. Rồi, chẳng qua nó gặp phải khắc tinh là con Hotaru thôi các bạn ạ. Như vậy, các bạn có thể thấy rằng sát thương của Saiki Demon là rất lớn. Có điều bảo rằng dựa vào nó để mà quét sạch team bạn khi chưa có được Lam Bão Tố thì không có chuyện đấy nhá.
có hôn lên mẫu tối thì mình hy vọng nó sẽ khác một chút. Thôi mình lại phải đổi lại này các bạn. Có lẽ ông chủ ạ cũng đã tính toán trước rồi. Mình định trứng khôn hơn vịt nhưng mà không thể các bạn ạ. Vịt chắc chắn là khôn hơn trứng. Bạn ý là chủ ạ, bạn ấy đã test kỹ rồi. Chúng ta sẽ đánh thêm một trận đấu nữa các bạn nhá. Hotaru quả thật là một con bài ghê gớm. Ý là Hotaru và đồng bọn đấy. Mình đã cố gắng đánh gấu mèo thắng gấu mèo gâu gâu rồi mà không thể thắng đâu. Mặt bằng chung Saiki của bên Feta lực chiến không yếu hơn so với họ đâu. Yếu hơn là do những con khác, ví dụ như là Makaki và Athena ấy, nó không được đồng đều ấy. Thành ra lực chiến bên mình thấp hơn thôi. Chứ Saiki là lực chiến tương đương với họ, các bạn thấy rằng không thể dứt điểm được. Đấy. Theo mình một phần đó là sự cân bằng tượng. À, mình sẽ đánh với một bạn có chỉ số lực chiến thấp hơn một chút. Hơn Feta chỉ khoảng tầm 600k lực chiến thôi. Thánh ghê cho cha cha. Hộ quán thánh, những người chơi ở hộ quán thánh là ở server 6 theo mình biết thì có cội nguồn từ server 66. Vì server 66 các mình chơi lỗi lần nhiều quá và mới chơi nên thành ra rủ nhau qua server 76 làm lại. Đấy. Tất nhiên hội quán vẫn đặt tên như cũ. Các bạn lại thấy rằng gần như ở khu vực top 1x trở xuống, nói là không x nhá, à, nói 2x như này, thì không có người chơi nào có Enmax Saiki. Và dự kiến đây sẽ là, à, nếu như thắng được Jaja này thì mình nghĩ là đây sẽ là con Enmax Saiki duy nhất trong khu vực top ngoại trừ 1x này. Cái giá để trả cho một con Saiki Enmax theo mình đánh giá là lớn. Rồi, bị phản đòn chết luôn. Các bạn thấy Hotaru kết hợp với Liêu Chân Cẩu rất ghê gớm. Bạn ấy không cần S-Mark Saiki, không cần S-Mark Liêu Chân Cẩu, cũng chẳng cần S-Mark Hotaru. Mình nghĩ con Hotaru kia chỉ là một con Hotaru tứ môn. Có lẽ là có hồn vũ khí nhé, vì mình thấy nó đá khá thấm. Tí nữa chúng ta sau khi nhìn nó tung tuyệt kỹ thì sẽ biết thôi là các bạn thấy hiệu quả của nó như thế nào. Sự phòng thủ của Saiki là ghê gớm, nhưng không có nghĩa là bất tử được. Đánh là phải chết rồi, mà phải có những điều kiện nhất định thì mới hồi sinh được. Rồi đây là những pha đấm bình thường. Rồi đã có hồn vũ khí rồi các bạn ạ. Mình xin lỗi, đây là S-Mark của Hotaru các bạn ạ. Vãi xoài, khu vực này mà cũng có S-Mark của Hotaru. Malware đó, sau server này toàn hàng khủng đấy các bạn. Mình nói thật với các bạn là để đạt được cái tầm S-Mark của Hotaru thì không phải được người chơi đơn giản đâu các bạn ạ. Tốn hơi nhiều lực mà vẫn ở cái tầm này, ý là vẫn ở cái top này, thì các bạn biết là cái thực lực của cụm server 767 nó mạnh như thế nào. Thật sự là một cụm server phải gọi là quá chất lượng. Theo mình thấy sẽ rất khó có người, à gì à, rất khó có server nào, sẽ khó có server nào vượt qua được cụm 7677 này trong chế độ tranh đoạt đo năng lượng. Hàng khủng như thế này mà phải mai danh ẩn tích ở khu vực top 2x3x, vô lý thật. Tuy nhiên thì cuộc sống luôn luôn tồn tại những sự vô lý mà các bạn. Bởi cái lý mà con người đưa ra không phải lúc nào cũng là đúng. Ai cứ bảo là Enmax Saiki sẽ là võ sĩ có khả năng đánh tem, mấy tay bỏn thế này, hay là mấy ông quy quy với cả Đài Loan, câu 18 miệng lão. Các bạn khi chơi ở những server khác nhau hay ở những môi trường khác nhau thì các bạn phải có những góc nhìn khác nhau. Đừng dập khuôn, ở nơi này như thế này thì ở nơi khác cũng phải là như thế. Cùng một tên là Saiki nhưng nó còn có màu trắng và màu đen. Cùng một cái tên là Saiki đen nhưng nó còn có tên ở server quốc tế hay là server Pon hay là server Đài Loan.
Thật ra điều này đã từng xảy ra ở Mizuchi, ở cái tên Mizuchi rồi. Có điều các bạn, nhiều bạn vẫn chưa nhận ra nên mình nhắc lại cho anh. Rồi, đây là S-Dog Major. Tay thánh cho ra này, kinh thật đấy. Cao nhân phương như một phương như thế này mà ẩn danh xuống đây à? Ông lừa tôi đánh ông ra ra. Bao khỏe vai lưng em mắc xong vẫn ăn hành như thường các bạn nhé. Thôi nói thật các bạn là mình phải trông chờ được năm báo tố. Chứ đấm nhau với mấy ông ở đây hạng 6x, mèo ơi, nó cố mò vào hạng 3x mà không được ấy. Chứ đấm nhau với hạng mò hạng 4x như vậy. Chứ đánh mấy ông này các bạn thì này không thắng được, khó thật. Bao hội này khỏe thế. Hội ăn cái hiệu nó khỏe thật đấy. Thật ra chờ 5 sao bạn, bảo tố 5 sao này nó khác ngay. Bảo tố 4 sao rồi tức rồi. Có mà như kiểu không có ấy các bạn ạ. Đúng không? Dùng một lượt ngắt lượt thì làm ăn cái gì? Trong khi đấy độc chiêu của Saiki chưa phải là vấn đề, chưa phải là cái đòn đánh có giá trị. Ví dụ như độc chiêu của Choi, Kensu hay thậm chí là Mizuchi. Thì ngon, thôi đòn lát thôi mình quyết định nha, có việc khác rồi nha. Chứ ấn đến chắc cũng không thắng được đâu. Đúng không? Chạy vào trong này cái mạng nó ngay rồi.